Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chân dung và tiểu sử của diễn viên Hồng Đăng và kèm theo scandal mới nhất của anh nhé. Hồng Đăng tên đầy đủ là Lê Hồng Đăng, là một diễn viên nổi tiếng Việt Nam. Với ngoại hình điển trai không kém gì các Mỹ Nam Hàn Quốc, Hồng Đăng đang là nam diễn viên nổi tiếng được giới trẻ yêu thích nhất. Anh đã tham gia nhiều bộ phim, nhưng thành công lớn nhất phải để đến bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Với bộ phim này, anh đã nhận được giải thưởng Cánh Diều Vàng Việt Nam cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình. Hồng Đăng sinh ngày 6 tháng 10 năm 1984, chiều cao 1m77, cân nặng 67kg. Anh sinh ra tại thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Anh sinh thuộc cung Thiên Bình, Cấm Tinh Con, Giáp, Chuột, Giáp Tý 1984. Hồng Đăng xếp hạng nổi tiếng thứ 1191 trên thế giới và thứ 125 trong danh sách diễn viên nổi tiếng. Tổng dân số của Việt Nam năm 2022 vào khoảng 102 triệu người. Anh kết hôn từ rất sớm. Năm 2008, anh kết hôn cùng cô dâu Nguyễn Anh Đào. Đến nay, họ đã có hai người con là Lê Phương Bảo Hân, Lê Phương Tuệ Anh. Cũng trong năm 2016, Hồng Đăng đã gặt hái thành công với vai Huy trong bộ phim tình cảm Zippo, Mù Tạt và Em. Trong phim, Hồng Đăng đóng cặp với người đẹp Lã Thanh Huyền, nhân vật Lam. Họ đã mang đến cho khán giả những giây phút lãng mạn. Những nụ hôn Huy dành cho Lam đã khiến khán giả tan chảy. Vai diễn trong Zippo, Mù Tạt và Em đã mang về cho Hồng Đăng giải thưởng nam diễn viên ấn tượng tại Đài Truyền hình Việt Nam Awards 2016. Khi cầm trên tay chiếc cúp danh giá này, nam diễn viên điển trai này không giấu được nỗi xúc động. Anh chia sẻ, giải thưởng này đối với anh là một dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất và cũng là tình cảm của khán giả dành cho anh, giúp quên đi mệt mỏi và cần phải cố gắng hơn để đem lại những bộ phim hay hơn nữa cho khán giả đang ủng hộ anh. Diễn viên Hồng Đăng và con gái Lê Phương Bảo Hân cũng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? Hồng Đăng cũng đã nhiều lần chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình cùng bà xã và hai cô con gái. Anh cho biết, cuộc sống của anh vẫn luôn êm đềm và anh luôn trân trọng những phút giây hạnh phúc bên vợ và hai con. Anh còn cho biết vợ chồng anh chưa bao giờ giận nhau quá một ngày bởi vì họ cứ xa là nhớ. Bà xã của diễn viên Hồng Đăng cũng từng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình. Cô thường khen chồng vào mỗi buổi sáng trước khi chồng đi làm. Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của Hồng Đăng rất bình thường nhưng cũng rất khác thường so với nhiều cặp đôi khác trong giới nghệ sĩ. Phim đã tham gia vai Cường, Con Thuyền Số Phận, vai Bác Sĩ Khánh, Chỉ Có Thể Là Yêu, vai Đan, Giọt Nước Rơi, vai Minh Khang, Cầu Vồng Tình Yêu, Nhà Có Nhiều Cửa Sổ, Những Người Độc Thân Vui Vẻ, Nhật Ký Vàng Anh, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Thương Ngày Nắng Về, Hồng Đăng bị bắt vì hiếp dâm. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2022, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bất ngờ trở thành hai cái tên đứng đầu nội dung tìm kiếm thịnh hành trên Google ở Việt Nam bởi scandal tai tiếng khi đi du lịch bên trời Tây và trải nghiệm tại đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Nhưng mọi thông tin chi tiết vẫn chưa được chính chủ lên tiếng. Tuy nhiên, trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần mùa 2, nam diễn viên Hồng Đăng sẽ là người đầu tiên mở màn ở tập 1 phát sóng vào ngày 2 tháng 7 nhưng hiện tại, số phát sóng có Hồng Đăng sẽ được thay thế bằng tập của nữ diễn viên Lan Phương. Thậm chí Đài Truyền hình Việt Nam thông báo thay thế hoặc cắt bỏ chương trình có Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Theo tư vấn của một luật sư thì vụ việc sẽ khép lại theo hướng bồi thường thiệt hại và có truy tố hình sự vì nạn nhân đã trở về quê nhà và các nghệ sĩ đã được thả tự do. Bà xã của Hồng Đăng, nam diễn viên của những bộ phim đình đám như Thương Ngày Nắng Về, Mê Cung, Cả Một Đời Ân Oán là Nguyễn Anh Đào. Được biết, anh Đào đang làm công việc kinh doanh, chị không hoạt động showbiz. Hồng Đăng từng tiết lộ với báo chí rằng vợ anh là người rất khéo léo, hiểu chuyện. Anh chia sẻ mình và vợ ở bên nhau từ khi cả hai chỉ có bàn tay trắng, đối mặt với biết bao gian lao vất vả nhưng luôn tin tưởng nhau. Cặp đôi kết hôn năm 2008, đã 16 năm ở bên nam ngôi sao nhưng anh Đào không hề ghen tuông và biết thông cảm cho công việc của chồng, dù trên màn ảnh Hồng Đăng luôn xuất hiện với rất nhiều bóng hồng xinh đẹp. Trên trang cá nhân, anh Đào thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc, bình yên bên chồng con. Bà xã Hồng Đăng được khán giả nhận xét nhan sắc ngày càng lên hương. Dù đã là mẹ của hai cô con gái nhưng chị vẫn sở hữu gương mặt trẻ trung, phong cách năng động khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh Đào từng chia sẻ về ông xã Hồng Đăng là một diễn viên, anh ấy thường xuyên tham gia các sự kiện, trang phục của anh ấy phải sang trọng, đẹp và lịch lãm, đồng hành cùng nhiều ngôi sao nữ nổi tiếng. Đến khi về nhà, nhìn vợ mặc đồ thể thao, nhan sắc bình thường, nhiều khi tôi tự hỏi chồng có chán mình không. Nhưng anh ấy vẫn động viên, anh thích em đời thường như thế. Quan trọng mình phải tự tin là luôn đẹp. Anh Đào từng bị không ít lời bàn tán, chê kém sắc khi sánh vai với Hồng Đăng. Nhưng nhìn cách ứng xử và khả năng chiều chồng, chăm con của cô khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn cập nhật những video hay khác về chân dung và tiểu sử người thành công và nổi tiếng nhé.